chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Xin giới thiệu với anh em một đài Sanyo, model của nó là U4SF. Ở đây thì em đang test luôn phần line cho anh em nhá. Con máy được em tuyển chọn để bán về, đang là rất là đẹp. Máy đang rất đẹp. Con này thì chạy nguồn adapter 9V các bác nhá. Đây, em đang cắm nguồn adapter đa năng. Đấy, thì nó sẽ có nhiều cổng vào. Và nguồn điện của nó là 100V hoặc 220V. Ở đây thì em đang sử dụng nguồn adapter đa năng 220V. Đấy, cho nên các bác có thể cắm nguồn điện lưới trực tiếp nhá. Đấy, sim rất đẹp ạ. Và đây em đang cắm một line in nhá. Đây là đằng sau. Là đằng sau nha. Rồi xô pin ở trong đang rất mới. Made in Japan các bác nhá. Ở đây còn nó có là chữ Nhật Bản này. Đấy, chữ Nhật Bản này nó dập nổi này. Đấy, thông số đây là thông số của máy. FM 108 các bác nhìn rõ cho em nhá. Tần số từ 76 đến 108 MHz nha. FM AM hoạt động đều full chức năng. Ở đây thì nó đang lỏng cái dây line-in. Thì em sẽ rút ra luôn. Đây là phần hông bên này. Phần hông bên này các bác nhé. Cái rắc line-in này của em nó so với cái điện thoại em cắm nhiều lần thì nó bị lỏng. Và bị tụt cả dây dây nguồn. Em xoay nó tụt ra. Bây giờ sẽ đi vào phần test ra các xét cho các bác nghe nhá. Đấy. Chất âm của này cực kỳ hay luôn. Nghe rất phê. Anten zin theo máy các bác nhá. Đây là anten zin theo máy nè. Lối buồn xưa nóc con này nó rất đẹp các bác nhá. Em quay cho các bác. Các
bác có thể xem phần nóng nha. Đã mềm chân cứng để mẹ con thương lo. Phim mà phím nè, à, rất đẹp. Phim mà nút nè, nút nè, à, nút vặn nè. Đấy, nút này là to nhỏ tổng nè. Đây là bát tép nè. À quên, đây là ba lăng nè. À đây bát tép. Bên đây là ba lăng. Ba lăng và rồi. Ở đây là chỉnh radio FM AM. Đây, và chế độ mono sixte này. Áp radio line này. Và chế độ băng này, Roman CO2 metan. Đấy. Em bấm tua này, con này cơ auto stop các bác nhá, tua trái tua phải này, rất êm ái và mượt mà. Mở lại này. À, bây giờ test không? Em test sang phần radio các bác nhá. Để bà con những khách mua làm khách chơi phù hợp để bà con có thể áp dụng. Tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất các cán bộ xuống địa bàn, xuống thôn để tham gia hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn. Ông Nguyễn Khắc Trình, bí thư chi bộ thôn Đắc Thọ, xã biên giới Đắc Lao, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày thiếu tá Nguyễn Phúc Thuận được phân công về tham gia sinh hoạt, các cuộc họp chi bộ thôn sôi nổi hẳn lên. Nhiều nghị quyết thiết thực với đời sống sản xuất được chi bộ đề xuất và triển khai hiệu quả. Các đảng viên cũng hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm nêu gương của mình, nỗ lực trong phát triển kinh tế, mạnh dạn thay đổi, đa dạng cây trồng, vật nuôi. FM 108. Với trẻ các con, tôi chỉ mới bắt đầu tự đặt cho mình nhiều câu hỏi thôi. Hiện thời ra xe, anh nắm nhẹ tay chị. Tôi nghĩ rằng không có con, cô sẽ sung sướng hơn. Cô sống tôi rất nhiều, cương quyết và tự do. Cô hưởng thụ những gì cô làm. Dẫu sao tôi không thể tưởng tượng nổi cô lại lượng bỏ tất cả những điều đó chỉ vì một đứa bé trong tã lót. Chị nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Trời ơi, thôi không nói đến nữa. Hai người cùng cười vang một lúc, uống một ngụm rượu vang trong lúc đợi khách ăn chơi thứ hai lục tục kéo tới. Hà Xuân, phó bí thư huyện ủy tỉnh Đắk Nông nêu rõ, đối với lực lượng biên phòng trên địa bàn toàn huyện thì cũng đã xây dựng được nhiều mô hình chương trình và được lan tỏa chia sẻ rất là lớn. Thì các cái chương trình đó cũng đã được lan tỏa và nhân dân trên địa bàn toàn huyện cũng đánh giá cao, góp phần trong cái công tác xây dựng quê hương Đắk Nông, đặc biệt là thực hiện các nghị quyết của đảng về phát triển. Sang ai em này. Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết những năm qua bộ đội biên phòng Đắk Nông đã giới thiệu 57 đảng viên hoạt tại 55 bộ thôn bon, phân công 146 đảng viên phụ trách từng nhóm hộ gia đình ở khu vực biên giới. Ai em này từ 84 đổ xuống. Tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy chính quyền cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển. Ai em thì bây giờ em test là thời điểm buổi tối mà. Nên là sóng nó sẽ nhiều hơn so với ban ngày. Bác nào mà chơi đài lâu năm thì các bác sẽ có kinh nghiệm về vấn đề này hơn, biết rõ hơn. Vì là buổi tối mình dùng thấp cái bóng led, cái sáng bóng led thì nó sẽ làm nhiều cái tín hiệu của sóng radio. Các bác nếu không tin thì các bác cứ đưa đảng viên quân hàm xanh về với quan làng thử nghe cùng với sóng đấy, cùng với băng tần đấy, và các bác thử buổi tối và ban ngày các bác sẽ biết. Đấy, riêng về sóng ai em nhé, còn FM thì ban ngày hay là buổi tối thì nó bắt như nhau, thì khác là buổi tối thì nó ít kênh hơn ban ngày thôi. Về riêng về sóng FM là buổi tối, chẳng hạn như các cái kênh địa phương, và một số các đài phát thanh, những kênh nó không phát vào buổi tối tầm 9 giờ trở đi, là nó sẽ không phát, nó sẽ ít cái sóng hơn, ít kênh hơn. Còn lại là cái độ nhiều của thằng FM thì nó có IC xử lý rồi. Là kênh của Trung Quốc này. Đấy, Trung Quốc như Việt Nam dịch. Cô sẽ thay đổi ý kiến. Cô cũng muốn được đường. Nhưng thật sự là việc gì mà phải cơ chế.
sống ai em thì nó nhiều hơn. Bản xã biên giới Tiyanan có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Em vừa test tất cả mọi chức năng của máy rồi, em mở nhỏ lại nhá. Bao cho các bác là máy hoạt động hoàn hảo và xin 100%. Đấy, không một vết chấm hàn hay là một giọt sơn sơn lại nào hết, vì cái này là nhựa đỏ. Cái này có sơn cũng không sơn được các bác nhá. Tối rồi mà chim nó vẫn hót. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 19 giờ 20 phút. Video ông test là dài rồi, em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các em trên toàn quốc rất nhiều. Cảm ơn tất cả các em đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Nhấn đăng ký kênh để em mỗi ngày em đều lên một video. Các bác có thể theo dõi được các cái video em lên và có thể tìm cho mình một con đài như mong muốn. Video em test thì đã dài, em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại.